nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị và bà con đã đến với sân chơi Về Bản Em. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La tổ chức cùng sự đồng hành tài trợ của Viettel chi nhánh Sơn La. Và chương trình ngày hôm nay đang diễn ra tại trung tâm xã Trường Đen, thành phố Sơn La trong một tiết trời rất là đẹp. Và kính thưa quý vị, tác phẩm múa Tiếng Nhạc Tình Em do top nữ Đỗ Văn Nghệ Bản Tam vừa biểu diễn cũng đã mở đầu cho sân chơi Về Bản Em ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và toàn thể bà con, cho đến thời điểm này thì sân chơi Về Bản Em đã tròn một năm phát sóng và chương trình đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ của quý khán giả cũng như tất cả bà con. Và đây thực sự là một sân chơi bổ ích nhằm giới thiệu, quảng bá các nét văn hóa độc đáo của 12 dân tộc của tỉnh Sơn La trên sóng phát thanh và truyền hình. Và ngày hôm nay thì sân chơi đầy ý nghĩa này đã đến với xã Trường Đen, một xã đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố Sơn La. Dưới sự cổ vũ rất đông đảo nồng nhiệt của bà con nhân dân nơi đây, chúng ta cùng chào đón hai đội chơi Bản Tam và Bản Pảng trong sân chơi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và hiện giờ trên sân khấu là những gương mặt hết sức hồ hởi phấn khởi của những thành viên đến từ Bản Tam và Bản Pảng trong sân chơi ngày hôm nay. Xin mời bà con cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai đội chơi. Quý vị và bà con đang theo dõi sân chơi Về Bản Em, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La tổ chức cùng sự đồng hành tài trợ của nhà tài trợ Viettel chi nhánh Sơn La. Và chương trình hôm nay đang diễn ra tại trung tâm xã Trường Đen, thành phố Sơn La. Kính thưa quý vị và toàn thể bà con, và để hiểu rõ hơn về xã Trường Đen cũng như hai bản, Bản Tam và Bản Pảng tham gia sân chơi Về Bản Em ngày hôm nay, thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện. Với 100% số dân trong bản là đồng bào dân tộc Thái, đời sống nhân dân chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Những năm qua, cùng với việc chung tay xây dựng nông thôn mới, bà con nhân dân Bản Tam cũng chú trọng loại bỏ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc. Được tham gia sân chơi Về Bản Em, với mong muốn giới thiệu và phát huy các nét văn hóa truyền thống, bà con Bản Tam đã nỗ lực chuẩn bị để mang đến những phần thi đặc sắc, hấp dẫn nhất. Được biết sân chơi Về Bản Em tổ chức tại địa phương, tôi rất vui mừng và phấn khởi. Tôi cùng chị em trong đội văn nghệ luyện tập thật là kỹ lưỡng. Và qua đây thì tôi muốn phát triển câu lạc bộ hát Thái của chúng tôi. Qua chương trình này tôi sẽ thể hiện bài nông thôn đổi mới. Và đặc biệt là muốn giữ gìn làn điệu hát Thái được phát triển hơn nữa. Sân chơi Về Bản Em được tổ chức tại xã Trường Đen đã không chỉ mang đến không khí sôi nổi, phấn khởi cho bà con nhân dân trong xã, mà đối với nhân dân Bản Tam nói riêng thì đây như một ngày hội lớn để mọi người có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau. Được biết sân chơi Về Bản Em được tổ chức tại địa phương, tôi rất là vui. Tôi và mọi người dân trong bản cũng rất phấn khởi chuẩn bị cho sân chơi. Mặc dù công việc khá bận bịu, thế nhưng được lựa chọn là một trong hai bản vinh dự đại diện cho 12 bản trong xã tham gia sân chơi Về Bản Em. Bản Pảng cũng đã nhanh chóng chuẩn bị, tổ chức tập luyện trên tinh thần đoàn kết cao. Cho đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị cho sân chơi Về Bản Em thì đã hoàn tất và sẵn sàng cho chương trình. Tôi tin rằng cái sự đoàn kết cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì tôi tin rằng Bản Pảng sẽ giành chiến thắng trong chương trình, trong sân chơi Về Bản Em lần này. Cùng với các diễn viên thì các vận động viên cũng nỗ lực tập luyện để có thể giành được chiến thắng trong các phần thi. Đặc biệt đối với các vận động viên tham gia thi khéo tay hay nghề, để có thể gắn được những đôi cúc bướm trên chiếc áo cóm sao cho đẹp và chắc thì không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhẹn mà còn đòi hỏi mỗi vận động viên phải có sự khéo léo và tài năng thêu thùa, khâu vá của mình.
Chiếc khăn piêu cùng bộ trang phục váy đen áo cóm và bộ xà tích được vắt ngang qua eo đã tạo cho chị em phụ nữ Thái một vẻ đẹp dịu dàng duyên dáng. Ngoài ra, vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Thái còn toát lên thật kín đáo và trang nhã nhờ bộ cúc bướm được gắn từ cổ áo xuống đến gần vạt áo. Và trong phần thi khéo tay hay nghề của sân chơi về bản em số 16 này, hai đội chơi đến từ bản Tam và bản Pảng sẽ thực hiện việc gắn những hàng cúc bướm lên chiếc áo cóm như thế này. Và ngồi cạnh tôi đây là chị Lò Thị Hiệp đến từ đội thi bản Pảng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị để tìm hiểu đôi nét về hàng cúc bướm này nhé. Vâng, chào chị. Em thấy là hàng cúc bướm của mình thì một bên là bên khuy, một bên là bên khuyết. Vậy thì ý nghĩa của đôi cúc bướm này như thế nào ạ? Hàng cúc bướm này là có ý nghĩa nhân sinh và có một bên là bên đực, một bên là bên cái. Với lại con gái chưa chồng thì mặc hàng cúc bướm lẻ, còn con gái có chồng thì mặc hàng cúc bướm chẵn. Với lại hạ cúc bướm này thì giúp cho trang phục phụ nữ Thái đẹp và kín đáo hơn. Để tham gia sân chơi về bản nem lần này thì chị đã có cái sự tập luyện như thế nào? Để chuẩn bị tham gia sân chơi về bản em thì ngày nào tôi cũng tập luyện đâm cúc bướm và cho nó đẹp và nhanh nhất. Qua đây thì chị có cái mong muốn gì không? Tôi cũng mong muốn sân chơi về bản em thì tiếp tục được tổ chức và giúp cho bà con chúng tôi được giao lưu học hỏi nhau ạ. Trên tinh thần đoàn kết cao, bản Tam và bản Pảng đã sẵn sàng tham gia sân chơi về bản em số 16 này. Hai đội sẽ thể hiện các phần thi của mình như thế nào và đội chơi nào sẽ giành chiến thắng? Mời quý khán giả cùng trở lại sân khấu và cổ vũ cho hai đội chơi của chúng ta. Kính thưa quý vị và toàn thể bà con, và tham gia sân chơi về bản em ngày hôm nay thì hai đội chơi của chúng ta, bản Tam và bản Pảng sẽ phải trải qua 4 phần chơi bắt buộc. Đầu tiên đó là phần chơi nét đẹp bản tôi, và phần chơi thứ hai là phần thi khéo tay hay nghề, phần chơi thứ ba là phần thi hát hay đàn giỏi, và phần thi cuối cùng là phần thi trò chơi dân gian thể thao dân tộc. Vâng, thưa quý vị, và trong bất cứ một sân chơi nào, một cuộc thi nào thì để lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc, những đội chơi xuất sắc thì không ai khác đó là những vị trong ban thẩm định. Và ngay sau đây Doãn Thường Nga xin giới thiệu 3 vị trong ban thẩm định trong sân chơi về bản em ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu vị thẩm định số 1, bà Lường Thị Quân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Triềng Đen, thành phố Sơn La. Xin được trân trọng giới thiệu vị thẩm định thứ 2, ông Lường Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triềng Đen, thành phố Sơn La. Xin được trân trọng giới thiệu vị thẩm định số 3, bà Cà Thị Hoan, Phó Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Vâng, đó là 3 vị trong ban thẩm định sẽ đưa ra những nhận xét khách quan công tâm nhất và giơ thẻ hồng, thẻ xanh cho hai đội chơi trong sân chơi ngày hôm nay. Và đội nào nhận được nhiều thẻ hồng hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi đầu tiên, đó là phần chơi Nét đẹp bản tôi. Vâng, thưa quý vị và bà con, và ở phần chơi nét đẹp bản tôi, rất nhanh gọn thôi, trong 3 phút thì bằng hình thức như thuyết trình, kể chuyện hay đọc thơ thì hai bạn sẽ cử thành viên của đội mình ra để thi phần nét đẹp bản tôi để nói về những thành tựu cũng như nét đẹp văn hóa của bản mình, quê hương mình. Và đội chơi sẽ tham gia phần thi nét đẹp bản tôi ngày hôm nay, cùng chào đón đội chơi đến từ bản Tam. Các em ơi! Ơi! Các em đang làm cái gì vui thế? Chúng em đang chuẩn bị đi tham gia sân chơi về bản em chị ạ. Ôi! Thế thì cho chị hỏi, tham gia sân chơi về bản em thì các em chuẩn bị những cái gì? Chúng em múa, đâm cúc áo cóm, kéo co, vót đũa và đi cà kheo hái cà chị ạ. Ôi! Thế à? Vui quá nhỉ? Chị là chủ nhiệm câu lạc bộ ca hát Thái của bản chúng ta. Qua chương trình sân chơi về bản em này, chị cũng muốn giới thiệu câu lạc bộ của mình để nhiều người biết đến và phát triển hơn nữa. Các em có thể cho chị tham gia cùng các em một bài hát và kể cho các em nghe về nét đẹp của bản chúng ta từ xưa đến nay được không ạ? Được thế thì vui lắm, chị kể cho bọn em nghe đi. Vâng. Nhân dân trong bản Tam trước thời kỳ kháng chiến còn gặp nhiều đói khát, gánh đè vai, chân đi đất, khừn pu bồng, lông pu tròn, kìn khẩu cắp mâm tà, ha và hà trời nhớ mi đàng.
Nhờ có con đường soi sáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta mới thoát khỏi ách thống trị của bọn ông quan. Từ năm 1961, bản đã có một đảng viên. Nay, bản đã có một chi bộ, 21 đảng viên, có 221 hộ, 945 dân khẩu, 100% là dân tộc Thái. Bản có truyền thống đoàn kết luôn được giữ gìn và phát huy. Bản đã chia miếng cơm xẻ áo, đón hai bản tái định cư về ở tại đất của bản mình. Nhân dân cùng nhau phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, cải tạo vườn tạp từ năng suất kém trở thành vườn cây ăn quả có năng suất cao. Thu nhập bình quân đầu người là 28 triệu đồng trên người trên năm. Văn hóa văn nghệ là truyền thống lâu đời của bản chúng ta, nay vẫn được giữ gìn và phát huy. Quan chiên lang té lại cái chiên ma khay, bảo bú chào chiên vây khòng hịt tay đầm, trình báo lưm chìa sườn ón bàn khát tay ỉnh là. Vâng, thực hiện bộ tiêu chí nông thôn, chi bộ chính quyền đã vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp tiền để hoàn thành 19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Giờ đây, bản Tam đã có nhiều công trình được dựng lên, sân thể thao, nhà văn hóa được xây dựng rộng rãi và khang trang. Những con đường bê tông đi vào từng ngõ ngách, những ánh điện sao sáng lung linh. Vâng, nhân dân bản Tam sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, sẽ luôn đoàn kết một lòng, kiên trung với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, quyết tâm xây dựng bản Tam ngày càng giàu đẹp. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và bà con, rất là lôi cuốn và hấp dẫn. Chúng ta đã được chứng kiến một màn tiểu phẩm cũng như một bài thuyết trình hết sức là trôi chảy, ấn tượng, hấp dẫn của đội chơi đến từ bản Tam. Chúng ta đã hiểu được lịch sử hình thành cũng như những kết quả đạt được, cũng như những nét văn hóa của bản Tam, xã Trường Đen, thành phố Sơn La. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho phần thi đầu tiên, phần thi nét đẹp bản tôi của đội bản Tam. Còn bản Pảng sẽ mang tới sân chơi về bản em với phần thi nét đẹp bản tôi như thế nào thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và bà con hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đội thi đến từ bản Pảng. Bản Pảng cách xa thành phố Sơn La 20 km. Với diện tích tự nhiên, bản Pảng có 402 ha và có một chi bộ có 41 đảng viên và có 182 hộ và có 890 nhân khẩu. Bản Pảng có hai dân tộc cùng chung sống, đó là dân tộc Thái và dân tộc Kinh. Về phát triển kinh tế, bản Pảng chủ yếu là trồng cây cà phê, cây ăn quả các loại có giá trị kinh tế cao. Đời sống nhân dân hàng năm luôn được ổn định và được Đảng, Nhà nước cấp trên công nhận. Năm 2017, bản Pảng đã đạt 19 tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin đọc bài thơ với tựa đề Về bản em do bản thân tôi tự sáng tác. Về bản em hồi trước, đến bản làng hồi xưa, đường gập ghềnh quanh co khó nhọc, mặt trời lặn không biết lối đi, trăng chưa lên không biết đường về, cả bản làng mù mịt tối tăm, ăn cơm thắp đóm thay đền, ra ngoài sàn vướng sọt, vào trong nhà đâm phên, đời sống luôn bấp bênh, nay bản em đổi mới, đến bản làng đổi thay, Đảng cho ta cuộc sống đem hạnh phúc cho dân. Nay đường về bản rộng lớn thênh thang, bê tông hóa tận nhà, Đảng cho ta ánh sáng đem cho bản làng đẹp tươi. Nay quê em trông thoáng ánh điện sáng lung linh, tối về xem ảnh bóng hình, nghe cô biên tập phát thanh những điều học tập đưa tin truyền hình, chủ trương chính sách Đảng ta tạo tăng thu nhập trong nhà, bản làng nó ấm dân mừng dân tin, vườn cam chín đỏ bưởi xanh, vườn hậu tím tím cà phê đời vườn, giá cả thuần bán vừa mua, nhớ công ơn Đảng suốt đời, dựng xây làng bản ngày càng đẹp tươi. Và cuối cùng tôi xin quý vị đại biểu đến với bản Pảng sẽ được thưởng thức các món ăn dân tộc của bản Pảng như mầm hén, phở ố với lại má cá bình tộp, và kính mời quý vị và các bạn. Vâng, xin được chúc mừng
Bản Pảng cũng đã hoàn thành rất là xuất sắc phần thi đầu tiên, phần thi nét đẹp bản tôi. Vâng, kính thưa quý vị và bà con, và có thể nói với chỉ có 3 phút trong phần thi nét đẹp bản tôi thôi thì hai đội đã có sự chuẩn bị rất là cầu kỳ, hết sức là trôi chảy trong phần thi đầu tiên này. Chúng ta đã hiểu một cách khái quát về những kết quả đạt được cũng như những nét đẹp văn hóa của hai bản, bản Tam và bản Pảng, xã Trường Đen, thành phố Sơn La đến với sân chơi ngày hôm nay. Vâng ạ, có lẽ thì bây giờ quý vị và bà con đang rất hồi hộp và chờ đợi kết quả từ phía ban thẩm định. Vâng, đầu tiên xin mời ban thẩm định hãy giơ thẻ cho điểm của đội thi đến từ bản Tam ạ. Vâng, 3 thẻ hồng dành cho bản Tam trong phần thi nét đẹp bản tôi. Xin chúc mừng bản Tam. Còn bản Pảng ạ. Vâng ạ, cũng rất là xuất sắc, 3 thẻ hồng cho bản Pảng. Xin được chúc mừng hai đội đang có số thẻ hồng bằng nhau trong phần thi đầu tiên, phần thi nét đẹp bản tôi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo, đó là phần thi khéo tay hay nghề. Vâng, kính thưa quý vị và bà con, có thể nói đối với dân tộc Thái thì từ xa xưa đã có rất nhiều những nét văn hóa đa dạng, từ trang phục cho đến những vật dụng hàng ngày bà con đã tạo ra đều từ những đôi bàn tay khéo léo của mình. Vâng, và trong phần thi khéo tay hay nghề ngày hôm nay thì hai đội chơi của chúng ta sẽ tham gia phần thi, đó là nữ thì sẽ tham gia phần thi đơm cúc bướm bạc và áo cóm, và nam thì sẽ thi vót đũa. Và ở phần thi này thì hai đội chơi của chúng ta sẽ có 10 phút và đội nào sẽ hoàn thiện nhanh và đẹp thì sẽ giành phần thắng trong phần thi này ạ. Vâng, và bây giờ thì xin mời hai đội sẽ ra vị trí để đến với phần thi thứ hai, phần thi khéo tay hay nghề. Vâng, và hai đội đã sẵn sàng, và sau đây thì Giọt Thu Hằng Nga sẽ đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, có thể thấy đi khắp các bản làng của đồng bào dân tộc Thái, chúng ta đều bắt gặp những cây tre được mọc ở khắp nơi, từ đầu bản đến các lối lên nương. Người Thái khi trồng tre họ không nghĩ đến kinh tế hay việc làm đẹp, mà vì lũy tre xanh ấy là bản thân, là linh hồn, là phong tục tập quán của họ. Vì thế khi cầm đến đôi đũa tre do tự mình làm ra, người Thái cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên. Đũa tre tuy đơn giản mộc mạc nhưng đã nhắc nhở con cháu dân tộc mình một cách âm thầm trong mọi bữa ăn về trách nhiệm yêu thương, đùm bọc, giống nòi và quê hương mình. Vâng, và thời gian trong phần thi khéo tay nghề của chúng ta còn 4 phút rưỡi nữa. Điểm nhấn đặc biệt tạo nên nét độc đáo trong trang phục của đồng bào dân tộc Thái chính là hàng nẹp áo ở chính giữa với những hàng cúc đâm lại với nhau, hay còn gọi là cúc bướm, tiếng Thái gọi là mắc tém. Đây không chỉ đơn thuần là chi tiết trong bộ trang phục, mà nó còn gợi mở nhiều câu chuyện ý nghĩa trong đời sống của đồng bào dân tộc Thái. Cúc bướm được bắt nguồn từ một truyền thuyết về mối tình dang dở của một đôi trai gái người dân tộc Thái, yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Khi mất đi, hai người biến thành đôi bướm trắng dập dìu, luôn quấn quýt bên nhau. Từ truyền thuyết đó, người dân tộc Thái đã chế tác ra những con bướm bạc trắng, đính khâu vào hai vạt áo cóm, cài lại ở nơi trái tim mình để nhớ mãi mối tình sắt son chung thủy này. Chúng ta đang thấy những đôi bàn tay rất khéo léo của các bác trong tạo ra những đôi đũa vật dụng hết sức gắn bó trong bữa ăn hàng ngày của tất cả chúng ta. Cùng với đó là những đôi bàn tay khéo léo. Các chị, các cô cũng đang rất là nhanh để đơm những chiếc cúc bướm bạc để tạo ra chiếc áo cóm của trang phục của đồng bào dân tộc mình. Chỉ một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được chứng kiến bản Tam hay là bản Pảng sẽ giành phần thắng trong phần thi khéo tay hay nghề này.
Thời gian chúng ta còn 30 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Vâng, kính thưa quý vị và bà con, như vậy phần thi khéo tay nghề đã vừa hết giờ. Và hiện giờ thì trên tay Doãn Tú là một bó đũa, đúng là rất là đạt tiêu chuẩn đấy ạ, của đội Bản Pảng vừa tạo ra trong khoảng thời gian 10 phút thôi ạ. Và xin được giao lưu với bác một chút ạ. Xin hỏi bác là hôm nay thì đến với sân chơi này bác có hồi hộp không? Vâng, hôm nay là đến với bản em là hôm nay là rất là hồi hộp. Doãn Tú cũng đang tò mò là vì sao là đối với bà con dân Thái Bình thì khi làm những đôi đũa này thì một đầu thì tròn, một đầu thì vuông. Như ở gia đình cháu đang dùng đũa thì là cháu dùng đũa tròn hết. Theo cái phong tục người Thái là phải làm đặc trưng của nó là phải là làm vuông và làm tròn. Để một bên là tròn, một bên là vuông. Nếu làm tròn hết tất cả gắp là coi như là gắp cả hai bên nó không đảm bảo vệ sinh. À, tức là để phân biệt một đầu thì để chúng ta cầm để không nhầm được đúng không ạ? Đầu tròn là sẽ là để đầu mà để chúng ta gắp thức ăn đấy đúng không ạ? Vâng, và đầu vuông là để tay mình cầm. Để làm ra những đôi đũa này thì cần che như thế nào ạ? Trước khi mình tròn làm đũa coi như là mình lấy che dài. Lấy che non thì coi như là hay mọt hay bị hiếu. Vâng, che già rồi nhưng mà có phải qua công đoạn ngâm tẩm gì không ạ? Không, nếu muốn chắc thì không ngâm cái gì đâu. Thế là mình bóp ngay rồi lấy cái che già rồi bóp thôi. Vâng, chỉ là từ những vật liệu là che già thì sẽ làm ra những đôi đũa, một vật dụng gắn bó với bà con như này ạ, rất đảm bảo đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn bác rất nhiều và xin chúc mừng hai bác đã tạo ra được rất nhiều những đôi đũa đúng tiêu chuẩn đấy ạ. Vâng, xin chúc mừng hai bác. Vâng, xin chào chị ạ. Và trải qua 10 phút của phần thi khéo tay hay nghề, đó là phần thi đính cúc bướm bạc, thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Dạ, em cảm thấy rất vui và cũng cảm thấy hồi hộp ạ. Rất hồi hộp, thì vừa nãy Hằng Nga đứng ngoài quan sát thì thấy đội thi của chị rất là khéo léo, nhanh tay, đã hoàn thành xong cái phần thi đính cúc bướm bạc trước. Vậy thì theo như Hằng Nga thấy thì đính cúc bướm bạc này đòi hỏi là phải có một đôi bàn tay khéo léo và tỉ mỉ. Vậy hàng ngày chị có thường xuyên đính cúc bướm bạc như thế này không ạ? Dạ không ạ, thì thỉnh thoảng mình mẹ cóm về ạ, nhà may họ cũng đính cúc cho sẵn rồi, nhưng mà mình muốn là đẹp hơn để đạt được như ý thì mình về làm lại cho nó đẹp được như ý mình ạ. Đẹp và chắc chắn hơn đúng không ạ? Qua phần thi này thì theo chị, ban thẩm định sẽ dành cho đội của mình bao nhiêu thẻ hồng nhỉ? Vâng ạ, em nghĩ là ban thẩm định sẽ dành cho đội em 3 thẻ hồng ạ. Vâng, rất tự tin ạ. Vâng, ban thẩm định thế nào ạ? Vâng, xin được chúc mừng đội thi của chị và chúc chị sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn, đó là nhận được 3 thẻ hồng từ phía ban thẩm định ạ. Ngay sau đây thì xin mời ban thẩm định ạ sẽ lên trên này để nhận xét đánh giá cho hai đội chơi. À, vâng, vừa rồi chúng ta thấy ban thẩm định cũng đã kiểm tra thẩm định rất là kỹ trong từng nội dung thi phần đính cúc bướm bạc và phần thi làm đũa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần nhận xét từ phía ban thẩm định. Đầu tiên là phần thi đính cúc bướm bạc ạ. Kính thưa toàn thể bà con, tôi xin nhận xét về phần đính cúc áo cho hai bản. Đối với bản Tam thì có thể nói rằng là đính rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp và đường chỉ rất là mịn màng. Và bình thường là cúc áo của người Thái chúng ta đính là 12 đôi, nếu mà nhiều nhất cũng chỉ 13 đôi là vừa. Còn đối với bản Pảng thì đính cũng rất là đẹp, mịn màng và đính rất là nhiều đôi, có 15 đôi. Vậy đội bản Tam thì đính đẹp hơn ạ. Vâng ạ, nhờ lời nhận xét rất là kỹ trong phần thi đính cúc bướm vào áo cóm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhận xét từ phía ban thẩm định đối với phần thi làm đũa. Kính thưa bà con cô bác, xin đánh giá hai đội bót đũa. Thứ nhất là đôi bản Pảng thì được nhiều đôi hơn, được 23 đôi. Và cơi trông đẹp hơn,
và bót cũng đẹp hơn. Còn đối với đội bàn tam thì được 19 nơi dưới, nhưng mà cây cũng thấy cú hơn. Thế cho nên là so sánh với hai đội thì đội bàn bảng có nhìn hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến nhận xét từ phía ban thẩm định. Vâng, vừa rồi thì quý vị và bà con đã được nghe phần nhận xét đánh giá từ phía ban thẩm định cho hai nội dung thi. Trước tiên là phần thi đính cúc bướm bạc cho đội thi đến từ bản Tam ạ. Vâng ạ, 3 thẻ hồng trong phần thi đính cúc bướm bạc. Thế còn đội bản Pảng thì sao ạ? Trong phần thi đính cúc bướm bạc ạ. Vâng ạ, 2 thẻ hồng, 1 thẻ xanh. Như vậy phần thi đính cúc bướm bạc vào áo cóm thì bản Tam đã đang hơn 1 thẻ hồng. Xin chúc mừng bản Tam. Tiếp theo xin mời ban thẩm định dơ thẻ cho phần thi vót đũa ạ. Bản Tam trước ạ. 2 thẻ hồng và 1 thẻ xanh ạ. Vâng ạ, và tiếp theo xin mời ban thẩm định dơ thẻ cho phần thi vót đũa đối với bản Pảng ạ. Vâng ạ, 3 thẻ hồng. Như vậy là trong phần thi khéo tay anh nghề thì hai đội lại có số thẻ bằng nhau. Như vậy cho đến thời điểm này thì trải qua hai phần thi thì hai đội đang có số thẻ hồng bằng nhau. Xin chúc cảm ơn ban thẩm định và xin chúc mừng hai đội. Vâng, quý vị và bà con đang theo dõi sân chơi về bản em. Chương trình hôm nay đang được diễn ra tại trung tâm xã Trường Đen, thành phố Sơn La, trong sự họp reo cổ vũ của bà con các dân tộc nơi đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với nội dung chơi thứ 3, phần chơi hát hay đàn giỏi. Vâng, và có thể nói rằng đời sống văn hóa tinh thần của bà con xã Trường Đen, thành phố Sơn La cũng rất là phát triển trong phong trào văn hóa văn nghệ của cả tỉnh nói chung. Và hiện nay thì đối với bản Tam cũng đã thành lập được một câu lạc bộ khắp Thái. Và điều này cũng góp phần giữ gìn và phát huy những làn điệu dân ca, những lời khắp tiếng pí để bà con bảo tồn, lưu giữ trong thời gian tới. Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị và bà con chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đội thi sẽ tham gia phần thi hát hay đàn giỏi đầu tiên ngày hôm nay. Đó là đội thi đến từ bản Tam. Chú bóng nà vía dương mà bé
chờ mê thênh tánh phun về bàn coi cơn bàn đi năm hợp táo nà đầy nở xu mơ ba phú kiều giòn phủ trang tàn phiêng hứa bên phá chế về trang hiền phương lung chú trung ương luôn thầm đồng tang ban bữa tè na nướn nơ hơi hà lung trang tàu ho than tàn xú quám bàn chúc mừng hở sân là hàng mi đại khoản vay sáng sàng dê dương nổi tiếng mương nằm hao nở xu mơ thank you.
xin được chúc mừng đội thi đến từ đội Bản Tam đã hoàn thành xong phần thi hát hay đàn giỏi. Vâng, chúng ta vừa được thưởng thức điệu múa cũng như những lời khắp hết sức đặc sắc của đội Bản Tam. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón Bản Pảng trong phần thi hát hay đàn giỏi.
Kính thưa quý vị và toàn thể bà con, và như vậy là chỉ với 10 phút thì hai đội chơi của chúng ta đã mang tới phần thi dân ca dân vũ với những lời khắp, điệu múa, những tiếng pí của đồng bào dân tộc Thái. Mỗi đội mang tới đây một màu sắc, nhưng tựu chung tại cả hai đội đã mang về sân chơi bản em ngày hôm nay một sắc màu văn hóa rất là đa dạng và sôi động. Và một lần nữa xin được chúc mừng hai đội đã hoàn thành xong phần thi hát hay đàn giỏi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần dơ thẻ cho điểm từ phía ban thẩm định. Đầu tiên là đội Bản Tam trong phần thi hát hay đàn giỏi ạ. Vâng ạ, xin được chúc mừng đội thi đến từ Bản Tam đã giành được 3 thẻ hồng từ phía ban thẩm định. Vậy thì còn đội thi đến từ Bản Pảng ạ. Vâng, xin mời ban thẩm định ạ. Vâng ạ, cũng 3 thẻ hồng. Như vậy cho tới thời điểm này thì hai đội vẫn có số thẻ hồng ngang nhau. Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi cuối cùng trong sân chơi ngày hôm nay, đó là phần chơi Trò chơi dân gian thể thao dân tộc. Vâng, kính thưa quý vị và toàn thể bà con, và ở phần thi đi cà kheo lấy mận thì mỗi đội chơi của chúng ta sẽ có 4 thành viên, 2 vận động viên nam và 2 vận động viên nữ. Và ở phần chơi này thì chúng ta sẽ đi theo hình thức đi tiếp sức ạ. Đầu tiên là vận động viên sẽ lên chỗ cây có 2 giỏ mận kia ạ. Mỗi người chơi chỉ được lấy một lượt. Và sau khi người chơi đã lấy được mận về đây và thả mận vào 2 chiếc giỏ đây thì đội người chơi tiếp theo lại tiếp tục đi ạ. Hai đội đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Hai đội sẵn sàng chưa ạ? Ở phần chơi này thì chúng ta có 5 phút ạ. Vâng, và hai đội đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chơi đi cà kheo lấy mận. Xin mời hai đội vào vị trí xuất phát ạ. 3, 2, 1, bắt đầu! Chúng ta đang thấy những bước chạy của đội Bản Tam rất là nhanh. Thời gian còn 2 phút rưỡi nữa. Thời gian chúng ta còn 1 phút nữa. Và bây giờ giáo thủ Hoàng Nga bắt đầu đếm ngược ạ. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Trước tiên là chúng ta sẽ kiểm tra giỏ mận của đội thi đến từ Bản Tam ạ. 2, 4. Sáu, 108, 110, 112 và 114 quả. Vâng, xin được chúc mừng. Vâng, bây giờ thì đội của Bản Pảng. 2, 4, 6, 8. Như vậy là đội thi đến từ Bản Tam đã hơn đội Bản Pảng 4 quả mận. Như vậy Bản Tam đã giành phần thắng trong phần thi đi kéo kheo lấy mận. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi kéo co. Màn hòa tấu độc đáo được thực hiện bởi 4 gương viên theo. Công nghệ được sinh ra để nối liền những khoảng cách. Bạn là ai và ở nơi đâu, 4G Viettel sẽ đưa bạn đến với thế giới và mang cả thế giới vào trong lòng bàn tay bạn. Khi công nghệ tiến lên phía trước, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Vâng, thưa quý vị và bà con, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chơi cuối cùng, phần thi kéo co. Và đối với phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 8 vận động viên gồm 4 nam và 4 nữ. Chúng ta sẽ kéo trong 3 hiệp. Đội nào thắng trong 2 hiệp thì sẽ giành phần thắng. Và lúc này đây thì bên phía phải của giáo thủ Nga
là đội Bản Tam và bên phía trái này là đội Bản Pảng. Xin mời hỏi hai đội sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên ạ! Bản Tam đã có ưu thế ạ. Cổ động viên của hai đội đâu? Bản Pảng đâu? Sau đây hai đội sẽ đổi về đổi bên ạ. Hai đội sẵn sàng chưa? Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục bước vào hiệp 2 của kéo co. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, kính thưa quý vị và con, và trải qua hai hiệp thì hai đội đang rất là ngang sức ngang tài. Mỗi đội thắng một hiệp, và ở hiệp thứ 3 này thì hai đội sẽ bốc thăm để chọn được ưu tiên chọn sân. Đội nào bốc được thăm dài hơn thì sẽ được chọn về phía sân thuận lợi hơn ạ. Xin mời hai đội. Vâng ạ, bên đội Bản Tam đã vừa bốc được lá thăm dài và sẽ được ưu tiên về phần sân bên trái ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào hiệp 3 của trò chơi kéo co. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, thưa quý vị và con, rất gay cấn và hai đội chúng ta đã trải qua phần thi cuối cùng, phần thi kéo co. Ở phần thi kéo co thì đội Bản Tam đã là đội giành chiến thắng. Vâng, kính thưa quý vị và toàn thể bà con, và sau gần 1 giờ đồng hồ thì chúng ta đã được chứng kiến hai đội chơi Bản Tam và Bản Pảng đã mang về sân chơi về Bản Em qua những lời khắp và những điệu múa mang đậm đà bản sắc dân tộc cùng với những trò chơi dân gian thể thao dân tộc hết sức sôi động và hấp dẫn. Và một lần nữa xin được chúc mừng hai đội chơi. Vâng, và trước khi đến với phần trao giải cho hai đội chơi thì ban tổ chức chương trình cũng có những phần quà dành tặng cho những hộ gia đình khó khăn của Bản Tam và Bản Pảng, xã Trường Đen, thành phố Sơn La. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất là quan trọng trong sân chơi về Bản Em ngày hôm nay. Đó là phần trao giải. Xin mời hai đội chơi sẽ trở lại sân khấu. Xin mời đội chơi đến từ Bản Tam và đội chơi đến từ Bản Pảng. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói hôm nay thì hai đội Bản Tam và Bản Pảng đều đã hoàn thành rất là xuất sắc 4 nội dung chơi trong sân chơi về Bản Em ngày hôm nay. Đến giờ phút này thì tổng hợp số thẻ hồng thẻ xanh thì Doãn Thu Nga xin công bố như sau ạ. Với số thẻ hồng là 13 thẻ và thẻ xanh là 1 thẻ thì đội Bản Tam đã giành giải nhất trong sân chơi về Bản Em ngày hôm nay. Và đội Bản Pảng với số thẻ hồng là 11 và số thẻ xanh là 3 thẻ xanh đã xuất sắc đạt giải nhì. Xin chúc mừng hai đội. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bà Lương Thị Quân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trường Đen, và bà Đặng Thị Hoa, Trưởng ban Chính trị Viettel chi nhánh Sơn La sẽ lên trao giải nhất và giải nhì cho hai đội chơi Bản Tam và Bản Pảng. Vâng, thưa quý vị và bà con, và sân chơi về Bản Em diễn ra tại xã Trường Đen ngày hôm nay giữa hai đội chơi Bản Tam và Bản Pảng đã thành công rực rỡ. Và thay mặt những người làm chương trình, Giáo Thú Hằng Nga cũng như toàn bộ ekip làm chương trình xin được trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân xã Trường Đen, thành phố Sơn La. Xin cảm ơn hai bản, Bản Tam và Bản Pảng đã nhiệt tình tham gia sân chơi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Sơn La trong sân chơi về Bản Em trong các chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.